Anh Khư tập 37 Lúc bây giờ tiệc rượu bắt đầu Mọi người trò chuyện rất là vui Tối thiểu nhất là ngoài mặt vẫn rất thân thiện Nâng ly cạn chén Tiếng cười không ngừng Đột nhiên có một con dị thú vọt vào gương mặt tràn gặp kích động bầm báo Các vị đại vương ạ à, Thần thủ trong truyền thuyết đang mọc ra Nở rộ vạn đạo hào quang Toàn bộ ngọn núi đều bị bao phủ bên trong ánh sáng Phập một tiếng Cả toàn ngư vương cung trở nên trống rỗng Tất cả mọi người đều chạy không một ai còn sót lại. Ngay cả sở phòng cũng xông ra ngoài cùng với hai con trâu. Mấy con dị loại này điên cuồng phi nước đại như ông vỡ tổ rồi. Chẳng khác nào vội vang đi đầu thai vậy. Thần thủ xuất hiện, chấn động toàn bộ côn luân sơn. Không hề nghi ngờ, Mã Phương là người nhanh nhất, hóa thành bàn thể, biến thành một con hãn huyết bảo mã màu đỏ, lóng lánh trong suốt, xung được thiền mã dáng thế, thần tuấn vô song. Nó mở ra bốn cái móng quốc khổng lồ, vượt qua tốc độ âm thanh có thể nói là một ngựa đi đầu. Tất cả những người phía sau đều nghe được tiếng nổ kinh khủng Chuyện đến từ trong không khí, rầm rầm rầm. Giống như sấm sét của chín thiên, âm thanh bạo tạc vang lên không rất bên tai trên ngọn núi. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất, thiên mã hoành không mà đi. Ban Vương cũng rất mạnh, vẫn mang hình người như cũ, nhưng lại há miệng phun ra một luồng ánh sáng trắng trèo lên ngọn núi cao vút trong mây. Nhờ sợi tơ nhện này nàng ta cứ như vậy mà từ trên vách đá nhảy xuống. Nàng ta một thần cùng trang, từ thái yêu kiểu thướt tha, mái tóc dài màu xanh bay phấp phới. Lúc này nàng ta giống như tiên tử lăng không hư độ. Tiếp theo, nàng ta không phải rơi xuống chân núi, mà rơi xuống vách núi đối diện, muốn đi đường tắt. Tuyệt bao vương cũng động thủ, mái tóc trắng rối tung, nhanh như chớp điện, không khí chung quanh đổ tung toàn diện, cắt bay đá chạy. Tốc độ của gã ta cũng vô cùng kinh khủng, giai đoạn đầu không kém gì mã vương chỉ là lực bền kém hơn một chút thôi gào Ngọc Vương rống to một tiếng trong dáng vẻ trung niên như cũ mái tóc đèn rối tung trực tiếp lao xuống núi thực lực của ông ta vô cùng kinh khủng hoàn toàn không sợ thế núi dốc đứng sẽ làm ông ta bị thương nhưng kẻ nào tự tin vào tốc độ của mình đều đã động thủ còn những người cảm thấy tốc độ của mình không bằng thì triệu hoán mãnh cầm muốn vượt qua trời cao các thu vườn xuống núi hiển thị thần thông sợ phong đi cùng với hai con trâu ngồi trên người một con quạ đen toàn thân của nó đen nhánh hình thể to lớn dài mấy chục thước khi bay có thể tạo nên cuồng phong một đường gào thét Hoa! Wow. con quạ đen há miệng kêu một tiếng vang trời đừng kêu nữa điệt tài quá đại hắc cừu suýt chút nữa nện vào đầu của con quạ nó có cảm giác rằng chẳng lành chút nào khi con chim này cưỡi lên đường may mắn nhất có thể bị mất hết vâng đại vương oà wow con gọi đen kêu to như một luồng gió đen lao xuống ngọn núi đằng xa trên đường hoàng ngưu nói rời lược nội dung tình huống cho sở phong nghe trước đây bọn chúng phát hiện được một tòa địa cung lúc đó bên trong đã trống rỗng chẳng có đồ đạc gì nhưng có một hàng chữ để lại cây khô gặp mùa xuân thần căn khôi phục lúc đó bọn chúng chẳng tìm được cái gì cái gọi là cây khô mộc thần căn ngay cả cái bóng cũng không có Nóng nghĩ đến vừa mới rời đi không lâu đã phát sinh dị biến vù gió lớn gào thét đằng xa có một ngọn núi tuy nói cách rất xa nhưng đã thấy phát ra hào quang chói lói ngay cả ngọn núi cũng bị che kín hào quang giống như là rụ xuống từ đỉnh núi chẳng khác nào một thác nước bốc lên sương khói mờ mịt như cảnh tiên một gốc bảo thụ cắm rễ trên đỉnh núi tản ra ánh sáng lung linh năm người sở phong không phải là người đầu tiên chạy đến cũng không phải là người cuối cùng so với những ngọn núi khác ngọn núi này cũng không tính là cao nhưng nơi này lại xuất hiện một địa cung, đồng thời còn nhanh chóng mọc ra một gốc cây thần bí, veo veo veo. Cả đám thu vương, còn cả ngưu ma vương cùng thì rất khách giáo, Đừng đi cạn chén với nhau, nói những lời vui vui. Nhưng sau khi đến nơi này, anh ấy đều kiêm túc không nói gì, trưng vĩnh sông lên phía trên, thậm chí còn lén lút đỏ sức. Quả đen kêu quạ, quạ ngăn cản không được hảo quang chiếu xuống từ đỉnh núi. Nó cao thét một tiếng rồi đáp xuống đất, hai con trâu và sở phong không còn cách nào chỉ có thể tự mình đi lên đoanh tăng linh dương vương tương đối không may không biết bị ai đánh chán lằn xuống núi miệng đầy bọt máu bị thương không nhẹ Có thể sở phong lập tức căng phòng đến đời này rồi nhưng người này còn là vừa xưng huynh gọi đệ bây giờ lục thần không có nhận động một tí là có thể điều mạng ngay lên đến đỉnh núi mọi người quả nhân nhìn thấy một địa cùng cổ xưa đang chôn vùi dưới đất nhưng không coi đi xuống bởi vì tất cả đã được đào ra. Gốc cây trên đỉnh núi to bằng vạc nước, cao gần 7 mét, vỏ cây nứt ra, dần khổ ráp, Trình thể đều hiện lên màu đỏ tươi, ngay cả chạc cây và phiến lá cũng đều như thế. Nó giống như là một ngọn đuốc lớn đang được đốt cháy, tàn ra ký tức rúng động lòng người. Nhưng sau một khắp, nó lại thay đổi sang màu vàng nhạt, ngay cả vỏ cây cũng thay đổi theo, phát ra ánh sáng màu vàng. Kim hà bành trướng bao phủ cả ngọn núi, Điều này khiến cho đám thú vương rối loạn tưng bừng và cốc cây vẫn đang thay đổi. Khó trách lại gọi nó là thủy thải vạn đạo, các loại hào quang đều có. Các vị, chúng ta đừng chém giết lẫn nhau nữa. Các người nhìn đi, trên cây có rất nhiều đủ hoa. Một khi nở rộ, chúng sẽ đủ cho tất cả chúng ta tiến hóa, không cần thiết phải tử chiến sinh tử đâu. Hào vương lên tiếng, ông ta rất là mạnh, đã đề nghị như vậy. Người khác tất nhiên là không phản đối rồi tất cả tu phương đều đang ngó chừng nụ hoa trên thần cây rất nhiều khoảng chừng mấy trăm đó khi nở rộ nhất định sẽ hòa rụng rực rỡ vẫn hoa bay đầy trời nghĩ đến cảnh tượng đó tất cả các thuốc phương đều kích động muốn gào thét điều này đồng nghĩa với việc bọn chúng có thể tấn dai kéo rất nhiều công xiềng ở bên trong cơ thể hơn các vị yên tâm chớ có vội lúc này có cây chuyển đến ý chí mông lung nó có thể nói chuyện thậm chí còn tràn đầy năng lực sinh mệnh Sao chứ? Tất cả thú vương đều có ý đề phòng. Đây là một gốc yêu thụ. Tất cả mọi người đều rút lui, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ biết rất rõ cái cây đằng trước đáng sợ đến cỡ nào. Một khi có ý chí, nhất định sẽ có được năng lực siêu phàm vượt qua sức tưởng tượng. Trong số bọn họ, có người đã từng có kinh nghiệm, từng nhìn thấy một gốc cây cổ thụ kỳ quái, có thể pha ra ngọn lửa màu đen trong sa mạc, có thể thiêu hủy cả sơn hà. Nhiệt độ đó quá kinh khủng, thu vương đều không chịu nổi toàn bộ sa mạc tan chảy nếu kẻ nào trốn không đủ mạnh thì dường như tất nhiên sẽ phải chết ở nơi đó cho nên sau khi gốc cây này phát ra âm thanh bọn họ đều rút lui ai nấy đều trong trạng thái sẵn sàng đón quân địch chỉ có hoàng hưu là hoài nghi chăm chú nhớ lại cuối cùng vừa vui mừng vừa sợ hãi giọng nói trẻ con ngây thờ vang lên người chính là thánh thụ luyện binh phải không chắc là vậy cái cây đáp lại lúc này nó đã biến thành màu trắng bạc, quang hoa mông lùng lưu chuyển. Tiểu Hoàng, lai lịch của nó là gì vậy? Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Ngưu, bởi vì sinh vật cấp vương đã lĩnh giáo qua rồi. Học vấn của Hoàng Ngưu vô cùng uyên bác, hiểu biết rất nhiều sự việc. Phát tài, phát tài rồi, thật sự là may mắn. Nghĩ không ra đời này lại có thể nhìn thấy một gốc luyện bình thánh thụ. Hoàng Ngưu vô cùng vui vẻ và kích động, bởi vì như nó đã nói, từ lúc có văn tự ghi chép đến nay, Loại cây này tổng cộng không đến 10 cây. Bất kỳ một gốc nào cũng đủ khiến cho thế lực cao cấp nhất một giới phải đánh nhau đến vỡ đầu. Thời gian cứ thế trôi qua. Có thánh thủ luyện bình bị hủy đi. Cho đến bây giờ, rất khó nói còn lại được mấy cây. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không đời này tất nhiên sẽ máu chảy thành sông đấy. Hoàng Ngưu thì thầm rồi nói. Rất nhiều không gian vẫn chưa nghe nói đến loại cây này. Từ phồn thịnh đến cực hạn, cũng chỉ có một gốc mà thôi những người khác tiếp tục thúc hỏi bảo nó giải thích rõ ràng công dụng của cái cây kia đương nhiên là dùng để luyện binh rèn đúc binh khí siêu việt hơn tất cả các đại tông sư hoàng ngưu lại đáp sự theo lời hoàng ngưu nói chỉ cần vật liệu đủ tốt thanh thủ luyện binh trưởng thành đến hậu kỳ hoàn toàn có thể luyện ra binh khí có uy lực bài sơn đào hải có thể luyện phi kiếm không sở phong hỏi chỉ cần có đủ nguyên liệu tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Hoàng Ngưu đáp lại. Điều này khiến cho mọi người hít thở một hơi khí lạnh. Các vị, hy vọng chúng ta có thể hòa thuận sống chung. Ta chỉ là một đoạn rễ được khôi phục lại thôi, cũng không hiểu rõ thế giới này bao nhiêu. Thanh thủ luyện binh lên tiếng. Yên tâm đi, tất cả chúng ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nga Vương tỏ thái độ đầu tiên. Đây cũng là tâm tư của mọi người. Có được một gốc cổ thụ thần kỳ như vậy, làm sao có chuyện để cho nó bị hủy chơ? đến tình trạng này rồi, bọn họ đang bắt đầu cân nhắc luyện chế bình khí. Thánh thủ, có thể nói cho ta biết luyện bình như thế nào không? Tuyết Bá Vương lại hỏi. Hoàng Cưu vội vàng khuyên can, đừng có lãng phí thời gian. Đủ hoa bên trên thánh thủ luyện bình cũng chỉ có bấy nhiêu. Dùng xong một đóa thì ít tìm một đóa. Trước khi nào có nguyên liệu đầy đủ thì luyện chế. Mọi người ngạc nhiên, nghe Hoàng Cưu giải thích, cái gọi là luyện bình hoàn toàn không phải vận dụng lửa các loại. Hay đện gõ gì hết Chỉ là lợi dụng phấn hoa ban cho linh tính của nguyên điệu Thúc đẩy nó hóa thành bình khí Ồ oh, Tất cả mọi người nghe xong đều ngây ngẩn cả ra Hoàng Cưu giải thích thêm Sau khi phấn hoa được ban cho linh tính Phẩm chất nguyên điệu sẽ tăng vọt Tất cả cạn bã sẽ được vứt đi Chỉ lưu lại phần tinh hoa nhất của nguyên điệu mà thôi Cái này đúng hơn Là giúp cho bình khí tiến hóa Câu cây lên tiếng Mọi người nghe xong lại càng rút động thêm Đoành sau khi đã hiểu rõ được rồi đám thu vương giải tán tất cả đều đi tìm nguyên điệu núi côn luân cũng không phải địa xanh bình thường xanh sưng là nơi khởi nguồn của Phạn thần tám chín phần mười sẽ lưu lại rất nhiều thứ không tầm thương chôn dưới đất sâu ngày thường bọn chúng cũng tìm được một chút đáng tiếc là bọn chúng không vào được chỗ sâu nhất bên trong côn luân sơn nơi đó bị sương bù phong tỏa nhưng hẳn là sẽ có rất nhiều đồ vật trần quý hai ngày sau thì Hoàng Ngưu thường xuyên chạy đến chỗ ngọn núi có thanh thủ luyện bình tìm kiếm thứ gì đó. Sở phong phát hiện đầu tiên đi theo nó nhiều lần hỏi thăm nó mới chịu tiết lộ. Trung quanh thanh thủ luyện bình nhất định có đồ tốt, tất nhiên sẽ là những nguyên liệu tuyệt thế, nếu không có kỳ đó rất khó mà khôi phục. Cứ như vậy, sở phong và hai con trâu bắt đầu tìm kiếm, liền tiếp mấy ngày, đúng là đào ra được mấy khối nguyên liệu kim loại, nhìn qua có thể thấy không phải là vật phàm rồi đám thu vườn khác đều là loại thanh tinh vẫn luôn phái người âm thầm nhìn chăm chăm hoàng ngưu bởi vì chỉ có mình đó mới biết được lai lịch của thánh thủ luyện binh sợ nó giấu một thành nào đó cuối cùng veo một tiếng một đám thu vườn chạy đến tìm kiếm khắp ngọn núi loại chuyện này muốn giấu cũng giấu không được nói trước nhá không được tổn thương hỏa khí ai đến thì tìm của người đó không được chém giết không được cướp bóc một đám hoàn tử sau khi thường lượng đã định ra quy củ trên thực tế bọn chúng rất muốn hỏi thăm rồi cuộc thánh thủ luyện binh có cái gì nhưng nó chỉ là một đoạn rễ khô cạn khôi phục lại cái gì cũng không biết đám thu vương trả tay thành thế to lớn thiếu chút nữa là trọn ngọn núi đào sông mấy trượng chẳng khác nào muốn hủy đi ngọn núi này rồi có một số thu vương tìm được nguyên liệu kỳ lạ hiển nhiên không phải vật thường vô cùng cứng rắn sở phong tất nhiên cũng không nhàn rỗi hắn toàn lực vận dụng phi kiếm màu đỏ của mình chạm xuống bùn đất hiệu suất vượt xa người bình thường không chỉ mấy lần. Cuối cùng, hắn tìm được một số nguyên liệu to bằng đầu người đen xì, nhưng trọng lượng kinh người, nặng chừng hơn vạn cân. Sau đó hắn chạy đi, không tham dự vào việc đào bới nữa, bởi vì hắn biết thứ này nhất định không tầm thường. Hắn tìm được một số kim loại dưới đất, mặc dù không bị phi kiếm đánh tan, nhưng vẫn lưu lại vết kiếm, dù chỉ có khối này là không chém được, nó quá cứng. Nhất là nó nặng đến như vậy, thật sự là quỷ dị thật ra tất cả mọi người đều vừa lòng thỏa ý, đều cảm thấy mình đã tìm được nguyên liệu tốt, vì thế đã thương lượng với nhau đi luyện binh. Sở Phong là người đầu tiên chạy đi, tất nhiên cũng là người đầu tiên đi luyện binh. Hoàng Ngưu theo sát hắn, bởi vì nó hiểu rất rõ Sở Phong, đoán rằng hơn phân nửa Sở Phong đã tìm được đồ vật vượt qua sự tưởng tượng. Khi lên đỉnh núi, dưới sự yêu cầu của Hoàng Ngưu, Sở Phong đưa cục nguyên liệu đen xỉ cho nó quan sát. Hơn vạn cân à? Hoàng Ngưu như bị trấn trụ. Người bình thường căn bản không khiêng được vận nặng như thế sẽ bị đẻ chết đấy. Nhưng sinh vật cấp vương thì bình thường bởi vì thể chất của chúng quá mạnh. Hoàng Ngưu vận dụng bản lĩnh mạnh nhất của mình đập cho cái vật màu đen kia một cái nhưng hầu như không lưu lại vết tích bên trên. Dường như vật này vô cùng cứng chắc không thể tưởng tượng nổi. Quyền điều thần bí trồn dưới cồn luân sẽ không phải là thứ trong truyền thuyết kia chứ. Hoàng Ngưu cười cười sau đó ôm cái vật màu đen vào lòng Muốn chiếm đoạt Chết đi cho ta Sở phong đoạt lấy Cuối cùng Hoàng Ngưu phải đưa lại cho sở phong Bởi vì nó sợ kinh động các tu vườn khác Nó muốn nhanh chóng nhờ thanh thủ luyện binh rèn đúc Để xem thử rốt cuộc có phải nguyên liệu đó hay không Người cần loại binh khí gì Thanh thủ luyện binh hỏi Mặc dù nó vừa mới có ý thức Nhưng vẫn biết rõ bản lĩnh của mình là gì Dựa theo thuyết pháp của Hoàng Ngưu Cái cổ thụ tỏ ra đáng tiếc Năm đó nó bị đánh đến tàn phế Chỉ còn lại gốc cây khô cạn Cho đến bây giờ mới sống dậy Động vật nặng như vậy không thích hợp luyện chế phỉ kiếm Sở phòng khống chế không được Hiện tại hắn muốn ngự không phi thiên Cũng còn không được nữa đấy chứ Sau khi binh khí định hình Thì con có thể tế luyện lại hay không Sở phong hỏi Nếu không đúng là đau đầu thật đấy Bây giờ hắn còn chưa suy nghĩ ra được Binh khí nào thích hợp với mình Được Thanh thủ luyện bình đáp Sở phong cúi đầu nhìn vòng kim loại sáng loáng trên cổ tay. Đó là kim cương trác mà lục thông cho hắn khi con ở ngọc hư cung. Đây là nguyên liệu mà hắn đào được từ một mỏ và kỳ lạ bên ngoài thuận thiên rất cứng. Vậy thì giúp ta luyện thành kim cương trác đi. Sở phong nói, sau đó chỉ vào cái vòng kim loại trên cổ tay của hắn. Gốc cổ thụ duỗi ra một trà cây, nâng vật liệu đen sì lên, đưa vào bên trong tán cây, dùng nguyên liệu nặng đến vạn cân, thanh thủ luyện bình vẫn có thể tiếp nhận. Sau một khắc, một nụ hoa to bằng đắm đấm trên cành nở rộ, có phân hoa rơi xuống, chạm đến nguyên liệu đen gì? Sao? Thanh thủ luyện bình đợi một lát, phát hiện nguyên liệu hoàn toàn không có thay đổi gì. Tách! Nó lại nở tiếp nụ hoa thứ hai, phân hoa vẩy xuống, thế nhưng nguyên liệu màu đen vẫn không có gì thay đổi. Tách! 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 Sau khi liên tiếp nở mười nụ hoa, Hoàng Ngưu trợn ngược mắt, bởi vì dựa theo ghi chép đến cấp độ này đã là bảo vật rất vi thường rồi nhưng cái cục nguyên liệu đen xỉ đó vẫn không có gì thay đổi. Thanh thủ luyện bình dường như có chút nhịn không được, hơi mất mặt. Giữa một trà cây, từng đo hoa nở rộ, cuối cùng chừng hơn một trăm đó hoa chập chờn vẩy xuống phân hoa. Đến lúc này, cái cục nguyên liệu đen xỉ đó mới chịu thay đổi. Trong tiếng rì rào, một phân màu đen không ngừng rơi xuống, lộ ra vật trắng như tuyết bên trong. Hoàng cầu rúng động, cục nguyên liệu kia có lớp vào bên ngoài màu đen, Vậy thì cái vật màu trắng bên trong sẽ là gì? Sẽ trần quý đến cỡ nào? Nhất định là vật trong truyền thuyết cồn luôn kia rồi. Nó lầm bẩm lại càng khẳng định hơn. Hoàng Ngưu kích động. Thanh thụ luyện binh phải tốn hơn trăm đóa hoa mới có thể khiến cho nguyên liệu luyện chế kia thay đổi. Cảm xúc của Hoàng Ngựu bành trướng chỉ muốn thét to lên thôi. Nhất định là kim mẫu rồi. Chỉ có quê hương của vạn thần mới có thể tạo ra được một khối nguyên liệu như thế. Cồn luân có danh xưng là quê hương của vạn thần kim mẫu là gì? Sở phong hoài nghi nhìn Hoàng Ngưu. Tất nhiên là mẹ của các kim loại hiếm rồi, là nguyên liệu luyện bình vô thượng đấy. Dựa theo lời Hoàng Ngưu nói, cái gì là đồng tinh, ngần tinh, tiền kim trong truyền thuyết, tất cả đều kém xa phản kim chi mẫu này. Đây chính là kim loại nguyên bản nhất. Hoàng Ngưu đã từng sớm nghe nói, đuôi còn luân có một khối kim mẫu, nằm đó được Tây Vương Mẫu nắm giữ, luyện thành binh khí, nhưng đã bị tổn hại trong cuộc đại chiến. Hoàng Ngưu suy đoán nguyên liệu kia rất có khả năng đã trở về bản nguyên, thành hình thái ban đầu của kim mẫu. Khối kim mẫu ở côn luân này cũng được xưng là tây vương mẫu kim. Hoàng Ngưu trịnh trọng giới thiệu độ nổi tiếng của khối nguyên liệu. Trong thế giới của nó cũng có ghi chép. Đang nói chuyện, Hoàng Ngưu lặng lẽ giơ móng, chuẩn bị đập vào ót của sở phong, rõ ràng là muốn cướp đi. Vèo! Thân sắc của sở phong vô cùng nhạy cảm, hắn lướt ra xa ngoài mười mấy mét đói. Tao cảnh cáo mày nhá, cẩn thận phi kiếm của tào đấy beng một tiếng một thanh phi kiếm màu đỏ dài chừng bàn tay phát ra ánh sáng đỏ chót lơ lửng giữa không trung nhắm thẳng vào hoàng ngưu hoàng ngưu cười cường, nhìn thì rất là gian xảo nhưng giọng nói vẫn non mềm như cũ ấy ấy tôi chỉ muốn thử một lần xem anh có tiến bộ hay không thôi mà cũng không tệ lắm tính cảnh giác rất cao giờ phong kinh thường nhìn nó hắn còn không hiểu cái tên nhóc này sao nó vừa nhìn thấy khối nguyên liệu nghịch tiền thì đã bắt đầu có ý đồ xấu rồi trầm nụ hoa trên thánh thủ luyện binh nở rộ, phân hoa vẩy xuống hiện cho lớp vỏ đen xì của khối nguyên liệu hoàn toàn tróc sạch để lộ ra một lớp nguyên liệu màu trắng bên trong vừa giống ngọc vừa giống kim loại khối nguyên liệu nhìn rất ôn nhuận nhưng cũng rất bất phàm không biết chúng ta xài nhiều nụ hoa như thế cái đám thu vườn kia có liều mạng với chúng ta hay không đây sở phong thì thầm nói không sao đâu bên trong trăm hoa nở rộ đó vẫn còn phấn hoa cũng không phải xuống toàn bộ mà Hoàng Ngưu cũng trột dạ, nhìn thoáng qua dưới chân núi, sợ có thu vương chạy lên. Đến lúc đó, đoán chừng người đó sẽ đỏ cả mắt, phát sinh chém giết. Dù sao ngày cả đó cũng động tâm mà, dầm rầm. Lúc này thánh thủ luyện bình một lần nữa lai động, vẫn hòa bên trong đo hoa nở rộ rơi xuống có nguyên liệu màu trắng muốn cho nó hóa hình. Lớp vỏ màu đen quá dày, bây giờ kim bỗng màu trắng chỉ còn một khối nhỏ thôi, đoán chừng chỉ có thể luyện thành một kim cường trác. Bốn sở phong còn muốn luyện thêm mấy cái nữa đây chứ. Nhưng phân hoa vẩy xuống, nó vẫn không hóa hình. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở phong hoài nghi. Hiện nhiên thánh thủ luyện bình cũng rất thức giận. Ngay cả một trăm đá hoa nở rộ vẫn không dung luyện được nó. Điều này thật sự quá cổ quái. Ngay cả cái cây cũng cảm thấy mất mặt. Tách, tách, tách. Sau một khắc, tất cả nụ hoa còn lại đều nở rộ. Có hoa to bằng nắm đấm, có hoa to bằng cái bát. Tất cả cánh hoa đều sáng long lánh nhưng màu sắc lại khác nhau. Toàn bộ cây cổ thụ đều lay động, phân hoàn như mưa rơi, tất cả đều tập trung vào khối nguyên liệu màu trắng kia. Hai trăm đóa, ba trăm đóa, cuối cùng tất cả đóa hoa đều nở rộ, mấy trăm đóa chập chờn ngũ quang thập sắc, suốt cuộc đã khiến cho khối nguyên liệu màu trắng hóa hình. Cuối cùng, nó không ngừng vạn vẹo, giống như bị thiền trùy bách luyện. Hoàng Khúc đã sớm trợn mắt ngoác mồm, chuyện gì xảy ra thế này? Nó chưa từng nghe nói qua chuyện như thế này lần đầu tiên hóa hình thái ban đầu của nguyên điệu đã cần phải nở hoa khắp cây chưa bao giờ có nó đã từng nghe qua có một người thuộc mạch tu luyện phương pháp hô hấp đại nội âm cũng có hành động luyện chế kinh khủng tương tự nhưng không phải là hình thái ban đầu của nguyên điệu mà là ôn dưỡng binh khí vô địch mấy nghìn năm giúp cho nó tiết sai đạt đến trạng thái cứu cực đinh một chiếc vòng kim cương tráp trắng như tuyết rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy êm tai một tảng đá bên dưới bị chia nằm xẻ bảy vèo thế nhưng sợ phong từ dịp hoàng ngưu đang hoảng hốt tranh thủ vọt tới nhặt kim cương trắc lên sợ bị nó tranh đoạt mất a à, tại sao lại nhẹ như vậy chứ sợ phong kinh ngạc hiện tại kim cương trắc đoán chừng cũng chỉ nặng hơn 100 cân so sánh với độ nặng một vạn cân như trước kia tranh lệch rất xa hoàng ngưu lấy lại tinh thần kêu bò bò mấy tiếng rồi vọt đến hai mắt nóng bỏng nhìn trong chọc vào kim cương trắc để cho tôi xem một chút, xem có phải nó đã biến thành binh khí cứu cực rồi hay không nào. Không đúng, tại sao lại có cảm giác giống như là phôi thô nhỉ, hữu hình nhưng vô thần. Nó chợt hoài nghi, nếu là binh khí cấp bậc đó, hắn đã sớm tàn ra khí tức khủng bố rồi con gì. Hoàng ngưu tiếp nhận kìm cường trác, xem xét cẩn thận, lộ ra vẻ khó hiểu, bởi vì binh khí này nhìn chẳng có gì đặc biệt. Mấy trăm đó hoa nở rộ, vô số phân hoa rút xuống, cảnh tượng hùng vĩ xưa nay chưa từng thấy, có mấy ai gặp qua kia chứ cho dù nó không thể trở thành binh khí cứu cực hóa thành vũ khí có linh tính cũng không thành vấn đề nhưng tại sao tôi lại cảm giác giống như nó hữu hình lại vô thần nhỉ hoàng ngưu hỏi khối nguyên liệu này có gì đó rất quái quái cũng không phải kim mẫu trong truyền thuyết không thích hợp luyện thành binh khí rồi thanh thụ luyện binh bất đắc dĩ nói ra nó đã phải tiêu hào rất nhiều đo hoa nở rộ phân hoạt rút xuống nhưng vẫn không thể khiến cho kim cường trác sinh ra linh tính điều này quá mức quỷ dị. Người đừng nói cho ta biết đây chính là phế liệu cứu cực trong truyền thuyết nhé. Hoàng ngư hoài nghi. Hẳn là vậy. Thanh thủ luyện bình đáp. Có một số nguyên liệu như kim mẫu, thủy kim, vũ thạch, hư diễm. Bất luận một khối nào, xuất thế cũng đều kinh động các phương. Các thanh điện đều muốn mạch mặt nhau để tranh đoạt bởi vì chúng có khả năng luyện thành bình khí cứu cực. Đồng thời cũng có một số nguyên liệu cực kỳ cá biệt, nhìn thì không thua kém gì kim mẫu, hư diễm hay vũ thạch. Nhưng khi chân chính tuyệt chế thì mới phát hiện chúng chỉ có thể trở thành phôi thô, từ đầu đến cuối có hình mà không có thần. Theo lý mà nói, mấy trăm đá hoa vẩy phấn hoa xuống, bình khí này cho dù thế nào cũng phải thay đổi mới đúng, tại sao nó vẫn thờ ơ như vậy chứ? Sau khi sở phong nghe Hoàng Ngưu giải thích xong, không còn gì để nói, hắn vừa nhặt được một cục phế liệu sao, hơn nữa còn là cực phẩm trong số phế liệu, phế liệu cứu cực. Sở phong bóp bóp vài cái, Nguyên liệu của chiếc kìm cường trác này cứng rắn vô cùng. Với thực lực cấp vương của hắn cũng không tổn hao nó một chút nào. Hắn đây thành đoàn kiếm màu đen khắc lên trên nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ huy động thành đoàn kiếm màu đen ra sức chém xuống. Bang! tia lửa bắn tung tóe. Thanh đoàn kiếm màu đen xuất hiện một vết mẻ rất lớn. Điều này khiến cho sở phòng rúng động trong lòng, đồng thời cũng rất đau lòng đấy. Nên biết rằng Thanh toàn kiếm màu đen này không có gì là không cắt đứt được. Ngay cả phi kiếm cũng có thể ngăn cản, không sợ cự kiếm thuật trảm xuống. Mức độ cứng rắn của nó vượt qua khỏi sự tưởng tượng. Kết quả bây giờ nó lại bị tổn hại. Sở phong cúi đầu nhìn kìm cường trác, phát hiện nó ngay cả một vết cắt cũng không có, vẫn ổn nhuận, óng ánh như cũ. Vê liệu mà cứng như vậy sao? Sở phong chợt hoài nghi. Nói như thế nào thì nó cũng mang theo hai chữ cứu cực, mà nhưng nó cũng chỉ có cứng mà thôi, cũng không cách nào tiến hóa được, không thể biến lớn hay thu nhỏ, cũng không thể thay ngán cho được uy năng kinh người. Hoàng Dương nói, bây giờ có cho nó, nó cũng không thèm. Tao không tin, trường cứ giữ lại khối phế điệu cứu cực này đi đã. Sở phòng nói xong, sau đó đeo kim cương trác lên tay. Tiếp theo, hắn mặt dành nhờ thánh thủ luyện bình giúp hắn tu bổ lại thành toàn kiếp màu đen. Nếu không, hắn thật sự sẽ đau lòng muốn chết. Dù sao đây cũng là binh khí mà hắn dùng thuận tay nhất hiện nay thanh đoàn kiếm màu đen được trả cây nâng linh. sau đó có phân hòa vẩy xuống không nhiều cũng không ít vừa vặn bởi đó rút xuống thanh đoàn kiếm màu đen lập lòe phát ra tiếng xoẹt xoẹt cuối cùng thanh đoàn kiếm rút nhỏ lại dài chưa đến một thước nói là kiếm chỉ bằng nói là thủy thủ còn thích hợp hơn trên mặt đất vẫn còn lưu lại một số bụi màu đen chính là cặn bã sợ phong giật mình nhưng sau đó lại cười tiếp theo hắn lấy ra thành phi kiếm màu đỏ nhờ thanh thủ luyện binh hỗ trợ tế luyện một ven, bởi vì đây là thần thụ có thể rút bỏ tạp chất cho binh khí chỉ lưu lại tinh hoa thanh thủ luyện binh cũng không từ chối nâng thanh phi kiếm màu đỏ dài chừng bàn tay vào bên trong tán cây lần này có chừng 15 đo hoa chập chờn vẩy xuống phân hoa rèn luyện cho phi kiếm Sợ phong chợt kinh ngạc thì ra chất liệu của thanh phi kiếm màu đỏ còn muốn tốt hơn thanh đoạn kiếm màu đen cuối cùng thanh phi kiếm ngắn đi một chút dài chưa đến bàn tay có một số tạp chất màu đỏ rơi xuống đất. Toàn thân thành phi kiếm càng thêm lóng lánh, linh tính rất nhiều. Sợ phong thử vung lên, quả nhân thuận tay hơn trước. Trước đó phạm vi công kích từ 130 đến 140 mét, bây giờ đã tăng lên 160 mét. Lúc này, một đám thu vương bắt đầu lên núi, bao gồm cả đại ngạc ngưu. Bọn chúng đang cười ha ha, giống như đã phát hiện thứ gì đó khó lường. sợ phong không khỏi trột giả, cho dù ai nhìn thấy đóa hoa nở khắp cây như thế này, cũng sẽ đỏ cả mắt, tiến hành chất vấn. Nếu hắn đạt được kim mẫu thì cũng thôi đi, đằng này lại là phế liệu cứu cực, đúng là quá oan uổng rồi. Tiền bối, người có thể làm cho mấy đóa hoa khép lại được không? Hắn nhỏ giọng hỏi. Thanh thủ luyện bình lay động, đóa hoa nở khắp cây cuối cùng khép kín, trở thành thụ hoa. Hoàng gấu im lặng, đồng thời cũng hiểu được tâm trạng của thanh thủ luyện binh. Đừng đừng là lần đầu tiên thánh thủ ra tay, đã náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hoa nở khắp cây vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện bình khí vô địch, kết quả chỉ là một cục phế liệu. Đoán chừng ngay cả bản thân thánh tụ cũng cảm thấy mất mặt đấy, cho nên mới quyết định khép kín mấy trăm đóa hoa. Các người luyện được binh khí gì vậy? Đại Hắc Cầu cười ô ô, rất cao hứng. Nó đang ôm một khối tử đồng nặng mấy trăm cân, bừng bừng hưng khấn mà nói. Khả năng đây chính là tử đồng tinh trong truyền thuyết đấy. Các thu vườn cũng đều vui mừng và hài lòng, bởi vì tất cả đều đào được đồ tốt Hoàng Hưu biểu mồ nói, sở phong đào đường một cục phế điệu, luyện thành phôi thô chẳng có tác dụng gì sắt. Mọi người hoài nghi, kết quả thanh thủ luyện bình phải lên tiếng, là phế điệu hiếm thấy đấy. <laughs> một đám thú vương cười to không thôi, sở phong thì vô cùng xấu hổ. Cuối cùng một đám thú vương bắt đầu luyện bình khí, phần lớn nguyên liệu mà bọn chúng tìm được chỉ tốn từ 5 đến 6 đo hoa mà thôi. Nhưng so với kim loại bình thường mà nói, đây cũng được xem là bảo vật rồi. Sợ Phong ngồi sổm trên mặt đất, nghiên cứu đống bột phấn màu đen. Đây chính là lớp vỏ ngoài của khối nguyên liệu đen xì lúc trước. Hắn phát hiện, đống bột này rất nhẹ, có thể so với đất cát, dường như không khác là mấy. Cái đống bột này vô cùng nhẹ đấy. Điều này khiến cho hắn rất ngạc nhiên. Nguyên liệu nặng hơn một vạn cân lúc trước, nay chỉ còn lại hơn 100 cân. Vậy thì số còn lại đi đâu? Hắn bắt đầu tỏ ra khó hiểu. Hắn có chút hoài nghi không biết có phải đã bị thánh thủ luyện bình hấp thụ rồi hay không nhưng cảm giác lại không giống cuối cùng bất đăng dĩ đứng dậy đại hắc cầu tìm được nguyên liệu cực dai tốn chừng bầy đó hoa thanh thủ luyện binh dựa theo yêu cầu của nó giúp nó rèn đúc một thanh trường đao màu tím đại đao màu tím này so ra vượt qua cả thanh đoàn kiếm màu đen của sở phong không gì là không phá được sở phong hỏi hoàng ngưu bây giờ chúng ta lên đường đến phương tây mày có muốn luyện trên một thành vũ khí nào không nếu không mày hãy hóa thành hình người, tao sẽ cho mày thanh đoàn kiếm màu đen để dung. Không cần đâu, tao đã có vũ khí của mình rồi. Hoàng Ngưu bình tĩnh đáp. Một năm thu vương đều rất cao hứng, hài lòng rời đi. Giờ phong trở lại Ngưu vườn cùng, bắt đầu nghiên cứu kim cường trác. Cẩn thận đo lường cân nặng, không nặng cũng không nhẹ, vừa đúng 108 cân. Số lượng bà đạo già rất là thích. Hắn thử đập lên đập xuống, nhưng khó mà tổn hại được chiếc kim cường trác này cuối cùng sở phong vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt bên trong cơ thể tràn ngập một luồng năng lượng thần bí hai tay dùng sức xé rách kim cường trác ông một tiếng năng lượng thần bí do phương pháp hô hấp đặc biệt sinh ra rót vào kim cường trác chiếc phòng lập tức trở nên nặng hơn trong nháy mắt đạt đến vạn cân á à, sở phong giật mình điều này quá sức quỷ dị rồi. Ngày sau đó hắn không ngừng vận chuyển phương pháp hô hấp rót năng lượng thần bí vào bên trong kim cường trác cuối cùng hắn cảm giác chiếc vòng đã nặng hơn năm vạn cân nên biết rằng chiếc vòng này nhìn rất nhỏ thôi nhưng lại nặng như vậy nghe mà rợn cả người sợ phong đứng trên đỉnh núi mạnh mẽ ném chiếc vòng kim cường trắc ra ngoài khiến cho nó vượt qua cả tốc độ âm thanh phát ra tiếng nổ đi đung thể nghiệm ủy lực của nó rầm rầm đối diện gương bà phường cùng có một ngọn núi cân bằng lại nơi đây kết quả nơi đó cứ âm âm nổ tung đất đa phẳng tứ tung cả đỉnh núi đã bị nệ nát cả rồi. Sở phong hít một hơi khí lạnh, hơn đường ngày mới khôi phục tinh thần, gọi con quả đen, mau chở ta qua đó. Hắn muốn đi tìm chiếc vòng kim cường tráp, đây tuyệt đối là đại sát khí, không thể nắm nó vào trong đống loạn thành được. Con quả đen chở hắn vọt tới, sở phong dựa vào thần giác cường đại của mình mà tìm kiếm. Kết quả phát hiện chiếc vòng trong một khe đá. Nó vẫn ổn nhuận trắng mốt như cũ, không biết rốt cuộc nó là nguyên liệu gì nữa vẫn nặng 108 cân, bên trên không hề có vết cắt. Sở phong cảm thấy rất thích thú, cái gọi là phế liệu cứu cực này hoàn toàn không đơn giản như đã nghĩ. Nếu vận dụng tốt, đây tuyệt đối là một đại sát khí rồi. Hắn tràn gặp trở mong tiến về Vatican, có kim cương trắc hộ thân, trong thời khắc mấu chốt không chừng sẽ lập được đại công. Trước đây sở phong đã thương lượng xong với hai con trâu đen, có thể lên đường bất cứ lúc nào. Người làm cái gì vậy? Ngọn núi kia đâu? Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu bị kinh động chạy đến, gương mặt vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu nhìn về phía đối diện. Bên ngoài vẫn vô cùng xôn xao. Sở phòng giết chết một con cầm vương lại rất nhẹ nhàng độ tiền kiếp chấn động khắp nơi. Ngay cả nước ngoài cũng đăng tải chuyện này. Dù sao đây là con thú vương thứ hai mà hắn giết. Muốn không dẫn phát oanh động cũng khó. Rất nhiều nước vương Tây đều kinh hô. Một lần được gọi hắn là sở ma vương. Mời hắn đến vương Tây trấn áp hắc lòng vương đồng thời phương Tây cũng có người cố ý gây sự, cách không gọi cho con thú vương tên là Xích Lân, hỏi đó bây giờ có còn thèm ngó tới sở ba vương nữa hay không. Bởi vì cách đây không lâu, con thú vương này đã từng lạnh nhạt tuyên bố rằng nó chưa từng nghe qua tên của sở phong. Nếu sở phong dám đến châu Âu, nó sẽ dạy cho sở phong cách làm người như thế nào. Hiện tại có người gửi chiến tích mới nhất của sở phong cho nó xem. Thú vương xích lần vẫn tự phụ như cũ, đang gặp khinh thường. Ta đang trình chiến ở Vatican, ở đây đều là thú vương đẳng cấp. Hắn là ai chứ? Dám đặt chân đến nơi này sao? Không có tư cách đâu. Tương tự cường giả nhân loại tên là Augustus cũng bị người ta hỏi thăm bây giờ phải chăng có nên coi trọng chàng thanh niên phương đông tên là Sở Phong hay không? Đối thủ của ta là vô địch sư vương ở châu Âu thôi. Còn hắn đã giết cái gì chứ? Trôn hay là chim? Đơn giản chỉ là trò cười. Cường giả nhân loại tóc vàng tự phụ như vậy dẫn đến phường đông và phương tây phát sinh sóng to gió lớn, dẫn bạo cảm xúc của mọi người. rất nhiều nơi sôi lên sùng sục rồi. Augustus giống như là lần trước vẫn mang theo định ý với sở phong. và thì càng là nơi nào chứ, là vùng đất của thần. ở đây có thú vương các nơi trên thế giới tranh bá, không phải ai cũng có tư cách đặt chân đến đây. muốn so sánh với ta, trước để cho hắn thu được tư cách tiếp cận nơi này rồi hắn nói. Augustus rất không thân thiện nói côn luân bao la hùng vĩ trường ngưu vương cung đại hắc ngưu và hoàng ngưu ngẩn người ngọn núi đối diện đã hoàn toàn không thấy đầu nữa đợi đến khi bụi bổ tan hết ngọn núi kia đã bị mất đi một đoạn sợ phong cười khan không cẩn thận nên mới nện nát ngọn núi đó hai con trâu trợn tròn con mắt nhìn hắn chằm chằm chuyện này bất hợp lý quá đi ngọn núi kia rất là hùng vĩ trong chớp mắt đã bị nện nát đi sức mạnh hay dữ dội đến cỡ nào Hoàng Ngưng nhìn chăm chú chiếc vòng kim cương trắc, toàn thân trắng toát trong tay sở phong, lộ ra vẻ hoài nghi. Là nó sao? Sở phong mỉm cười gật đầu rất hài lòng. Cho dù phế liệu cứu cực thì sao chứ? Vẫn đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu thu vương bị đánh trúng, đoán chừng cũng chịu không đổi đâu. Vèo! Đại Hạ cửu lao đến, nhanh chóng cướp lấy, lật qua lật lại để xem, sau đó hoài nghi hỏi. Không cảm thấy có gì đặc biệt, dựa vòng đó mà có thể san bằng cả ngọn núi à? nhận chủ thôi, không ngờ à? Sở phong bình tĩnh đáp. Đại hắc ngưu khinh thường, vẻ mặt vênh váo đứng thẳng ngơi, bóng trước chống lạnh. Nhận chủ à? Cậu cho rằng đây là thần thoại à? Thế đạo này chỉ bàn luận về tiến hóa, ta không phải là kẻ bề tín đâu. Ông không mê tín, làm sao mà thành tinh? Sở phong khinh bị đáp lại. Nhóc con, muốn ăn đòn sao? Đại hắc ngưu chà bóng kéo tay áo lên, khiến cho chiếc áo khoác trên người trở nên chăn nhúm. Hoàng Ngưu vèo một cái, chiếm lấy kìm cường trác, không ngừng ngước lượng, sau đó vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Trong nháy mắt, nó đã tìm ra được bí quyết. Tiếp theo, bản thân của nó ném thật mạnh ra ngoài. Một tiếng bịch vang lên từ ngọn núi bên cạnh. Bụi mù ngập trời. Trong trước mắt, đỉnh núi đã không còn thấy tầm hơi. Đại hạc ngầu trợn ngược mắt trâu. Nếu như bị cái thứ này nện vào người, thì đến thuốc vương cũng chưa chắc có thể chịu đựng được đâu. Một kích đã san bằng một đỉnh núi đúng là có chút xoạ người đấy mau tìm lại đi đại hắc ngưu gọi con quạ đen sợ phóng đích thân đi theo ở núi quần luân hắn không cách nào sử dụng thần giác để tránh nguy hiểm nhưng lại có thể dùng thần giác để tìm vật bị mất sau đó ngưu thần vương cung dường như trở nên náo nhiệt hai con trâu vì nghiên cứu kìm cường trác mà phát rồ lên không cần dùng tốc độ âm thanh ném mạnh nó ra ngoài rầm 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 thời gian không bao lâu vài chục ngọn núi chung quanh đều không thấy đâu nữa nhưng hai con trâu còn không hài lòng định vị mục tiêu càng xa hơn rầm rầm lão hắc người đang làm gì vậy ta cảnh cáo người nhé có hủy thì hủy một mình nhà của ngươi thôi đừng có làm hỏng động phủ của ta nếu không ta liều mạng với người đấy lão hắc ngươi muốn bình sơn diệt trại quyết tử chiến với ta chắc gừng mà vương ăn no rừng mỡ đấy à thật ra nhà của mấy con thú vương kia cách rất xa chỉ là động tĩnh quá lớn kinh động đến bọn chúng thôi mà xin lỗi nhá gần đây bổn vương có chút lĩnh ngộ đối với ngưu ma quyền nên luyện vài đường thôi mà đại hắc ngưu cười cượng dựa vào lý do này cho qua chuyện đúng là bầu bối nó nhìn thì rất nhẹ nhưng trong thời điểm như thế này lại bảo phát kìm cương trắc này đất xứng với khí chất của ta này tiểu tử dù sao thì ngươi cũng có phi kiếm rồi ngươi cho ta cái này đi đại hắc ngưu muốn chiếm giữ veo sự phong phản ứng nhanh chóng đoạt thẳng vật trở về hạc lão đại ông có muốn thử uy lực của kim cương trắc này hay không? Cậu dám? Đại Hắc Ngưu lùi lại một cái, nó đúng là kiêng kỵ vật này. Bởi vì vừa rồi nó cẩn thận suy nghĩ một phen, uy lực của thứ này rất khủng bố. Một đồ nặng mấy vạn cần biến thành một cái vòng tay, dùng tốc độ siêu thành bay ra ngoài. Đập trúng ai thì người đó chắc chắn không chịu được. Có thể tìm tàng Linh Dương Vương để thử xem. Hoàng Ngưu nói, đúng, đúng 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 đúng, con chưa tìm đứa cháu trai này tính sổ nữa mà. Đại Hắc Ngưu gật đầu, chẳng khác nào lão lưu mạnh vùng bóng lên, xuất phát. Còn quả đèn giường cánh, chợ ba người đáp xuống một ngọn núi tú lệ. Một cung điện vàng son lộng lẫy tọa lạc nơi đây. Tăng Linh Dương Vương đang ngồi ngoài cung điện uống trà, tư thái vô cùng tào nhã, tầm mắt bao quát mọi cảnh vật, tâm trạng xem như rất thư sướng. Sau khi thấy hai con trâu và sở phòng xuất hiện, Tăng Linh Dương Vương lập tức tê cả người, tâm trạng vui vẻ biến mất không thấy đâu ông ta thật sự không trêu được ba người này ngưu vương sở vương ông ta vội vàng đứng dậy dặn do thuộc hạ đi pha trà giật khách sáo và ân cần chiêu đãi chúng ta đến đây là muốn nói với ngươi vấn đề bồi thường đại hắc cừu đi thẳng vào vấn đề chính không sao nhìn trúng cây nào trong vườn thuốc của ta thì cứ đào đi tăng linh dương vương rất hào khí mà cũng không còn cách nào khác ba vị sinh vật cấp vương chặn cửa không thể không cúi đầu rồi quả trên cây của ngươi đã sớm bị hái sạch rồi Ai biết lúc nào mới đường hóa kết quả chứ? Hơn nữa vạn nhất nó đã chết trước thời điểm rơi đi thì làm sao bây giờ? Trường cứ để chúng sinh trưởng ở nơi này của ngươi. Lần sau chúng ta ra hòa kết trái thì chúng ta lại đến. Đại Hắc Cửu nói. Tim của Tăng đinh dương vương như muốn chảy máu. Ông ta biết đây cũng không phải là nói ngoa. Đến lúc đó, sự viên của ông ta chẳng khác nào để dành cho hai con trâu này tổn thật rất lớn. Không phải là con có vườn thuốc của trác mộc điểu vương đền bù sao? Ông ta từ hỏi do Đại Hắc Ngưu trừng mắt Đỉnh đuôi kia là do người anh em của ta Là sở phong lấy được Vốn thuộc về quyền sở hữu của hắn Người tham sự vây công Tất nhiên cũng phải đền bù rồi Được rồi, được rồi Hoàng Ngưu mỉm cười Ngăn Đại Hắc Ngưu nói tiếp Sau đó quay sang nói với Tàng Linh Dương Vương Hôm nay chủ yếu đến đây Muốn nhờ người giúp một việc nho nhỏ Chuyện gì? Tàng Linh Dương Vương hỏi lại Hoàng Ngưu mỉm cười Giọng nói non mềm Nhìn thì rất là vô hại lại có vài phần ngây thơ. Đơn giản thôi, giúp sở phong kiểm nghiệm bình khí này một chút, xem có phải bị luyện hỏng hay không. Không thành vấn đề, việc này đơn giản mà. Tăng Linh Dương Phương mỉm cười đồng ý, chẳng phải chỉ là giám định bình khí thôi sao, cho dù không am hiểu gì, cũng có thể tùy tiện nói lung tung vài câu. Nhưng rất nhanh ông ta không còn cười được nữa, lại còn hơi rùng mình, bởi vì khi ông ta nhìn thấy sở phong ước lượng kim cương trác ngay tại chỗ, còn ra hiệu ông ta đứng xa xa một chút, mà muốn mượn ông ta để thử uy lực đừng mà đừng mà chuyện gì cũng phải từ từ nói không cần ra tay không cần ra tay đâu tăng linh dương vương hoảng hốt nói đừng có hiểu lầm ta chỉ muốn thử uy lực của bình khí này một lần Người đứng xa xa một chút ra sức đối kháng là được đừng mà đừng mà a à! tăng linh dương vương kêu thảm thiết kim cương rắc phóng đến vượt qua tốc độ âm thanh cho dù tăng linh dương vương phản ứng rất nhanh dùng hai tay ngăn cản nhưng vẫn bị đánh trúng hai cánh tay phát ra tiếng răng rắc ngăn không được kim cương trác gãy nát Dâm! cuối cùng kim cương trác nện vào một chỗ rẽ kết quả nơi đó vỡ nát tăng trinh dương vương ngửa đầu té lăn trên mặt đất không nhúc nhích kim cương trác tiếp tục bay ra bên ngoài đánh sụp một ngọn núi thẳng xa hoàng ngư và quả đen đi tìm kim cương trác còn đại hắc ngưu và sở phong thì tranh thủ thời gian tiến lên kiểm tra trạng thái của tàng đinh dương vương phát hiện ông ta còn đang hấp hối vẫn chưa chết thật nhưng khi sờ vào xương đầu của ông ta, phát hiện không có gì ngoài cặp xương đã hoàn toàn vỡ nát, ngay cả xương đầu cũng xuất hiện vết trách. lão dương tỉnh lại đi, ta không phải cố ý đâu, xin lỗi nha, ta không cần mấy cái bồi thường kia nữa đâu. sở phong kêu lên vô cùng áy náy. tên nhóc nhà ngươi, ngươi chính là bù sát đấy. đại hắc ngưu liếu lưỡi. ta không có dùng lực mà, ta chỉ thử một chút thôi mà. sở phong nhỏ giọng thanh minh. đại hắc ngưu giật mình kim cương trắc này quả nhiên là đại sát khí. Sở phòng tính toán sở bộ cũng cảm thấy nó kinh khủng. So sánh với tốc độ của nó cũng phải nhanh gấp 10 vạn lần so với đạn. Cái gì mà so sánh với hỏa tiễn đạn pháo đạn xuyên giáp hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cũng không đánh trúng đỉnh đầu, nếu không đoán chừng sẽ bị nổ tung ngay. Đại hạc ngầu thấp giọng nói, không có lý do mà giết chết một vị thú vương. Đây được xem là chuyện lớn ở núi Côn Luân sẽ dẫn phát lên mọi người phẫn nộ ta đã thu kinh rồi, hoàn toàn không có dụng lực mà. Sở phong thanh bình tiếp. Khi tàng đinh dương vương tỉnh dậy, ông ta phát hiện mình đang nằm trên giường trong một cung điện ngọc thạch. Tiếp theo ông ta nhìn thấy hai con trâu và sở phong đang mỉm cười nhìn ông ta. Khiến ông ta lồng tóc dựng đứng tê dại cả ra đầu. Hiện tại ông ta rốt cuộc đã hiểu vì sao sở phong lại bị người bên ngoài gọi là sở ma vương. Đây chỉ là kết quả thử binh khí đơn giản thôi sao. Thiếu chút nữa, ông ta đã bị đánh chia năm xẻ bánh mất rồi. giường cả chuyện trước kia xóa xỉ nhá hôm nay xin người chịu khổ rồi sở phong tiến đến gần tận lực ôn hòa nói tăng linh dương vương nhìn thấy hàm răng trắng như tuyết lại nhìn thấy chiếc vòng tay nóng lánh trên cổ tay của hắn ông ta chẳng cảm giác có chút thân thiện và ấm áp nào hết toàn thân đổi lên một lớp da gà ta dưỡng thường mấy ngày nếu người không cần gì thì đừng có đến tăng linh dương vương cố gắng nói năng uyển chuyển y là mấy ngày nay sở phong lánh mặt đi đâu đó đừng xuất hiện trước mặt ông ta bởi vì ông ta thật sự không chịu được sự kinh hãi đó nhìn thấy sở phong là lông tóc dựng ngược sở phong cười chẳng khác nào ác mà nhếch miệng bị người ta ghét bỏ như vậy sở phong xoay người rời đi đại hắc ngưu thì ở lại đe dọa thằng linh dương vương bảo ông ta phải giữ im lặng không cho phép ăn nói lung tung ra bên ngoài vì uy lực của kim cường trác và cuối cùng hoàng ngưu kết thúc công việc trấn an thằng linh dương vương chỉ cho ông ta một bộ trưởng pháp gọi là linh dương quải giác tâm trạng của tảng Đình Dương Vương trở nên phức tạp. Ông ta cảm thấy đời này tốt nhất là đừng gặp lại tình sở ma vương kia. Hai ngày sau, Sở Phong cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã trồn hạt giống xuống mấy ngọn núi ở Côn Luân, nhưng vẫn không thể khiến cho nó nảy mâm. Bởi vì tổ chất nơi này, giống như là Thái Sơn, đều là loại đất ba màu. Đại địa vẫn còn đang khôi phục. Đừng nói là đất bốn màu, năm màu. Cho dù là đất chín màu cũng sẽ xuất hiện. Hoàng Ngưu bình tĩnh nói. Dựa theo lời nói của nó, trái cây mà cổ thụ thần bí kết xuất, dược hiệu sẽ không ngừng tăng lên. Còn một số danh sơn đừng nhìn là đã có chủ bị chiếm cứ. Đến khi cổ thụ thần thánh hoàn toàn khôi phục, kết xuất trái cây có được dược hiệu nghịch thiên, nhất định sẽ còn máu chảy thành sông, bộc phát đại chiến tranh đoạt. Hai ngày sau, bọn họ khởi hành đi đến châu Âu. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chu Toàn đưa tiễn bọn họ lôi kéo sở phong lưu luyến không rời nước mặt nước mũi chảy rong rong chủ yếu là gã nhớ xã hội loài người muốn về tham quan một chút đại hắc ngưu hứa hẹn chờ bọn họ trở về từ phương tây nhất định sẽ để cho gã về thăm gia đình một phen phía tây có một con đường thần bí có thể thông thẳng đến châu âu nhưng con đường đó không nằm ở côn luân mà nằm bên trong một bồn địa ở tân Cực năm người sở phong lên đường ngồi quả đèn bay qua vô số ngọn núi cuối cùng bọn họ đã đến được Tân Cương rồi. Một gốc dương thụ mọc bên trong bồn địa. Nó còn cao hơn rất nhiều ngọn núi, khoảng 3.000 mét, cành lá vô cùng chậm rạp. Đây vốn là một gốc cổ thụ nghìn năm. Sau khi thiên địa dị biến, sau một khoảng thời gian ẩn nấp ngắn ngủi, nó đã bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, kịch liệt thay đổi, cuối cùng trở thành thụ vương. Nó cũng đã xuất hiện ý thức, không hề sợ thú vương. Hồ Dương Thụ Vương, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi đây, không hề có ác ý đại hắc ngưu lên tiếng nói xin mời cái hồ xương lay độc âm thanh như sấm đầu vang lên thân xác của nó siêu phàm tất nhiên đã biết ba sinh vật này không dễ trêu đều đã vương giả trong giới dị thú rồi phía trước xương bù ba phủ rất dày đặc rõ ràng là xương trắng nhưng lại không nhìn thấy rõ nằm ngón tay thân xác cũng bị che đầy hết cẩn thận đấy chúng ta đi cùng một chỗ đừng tàn ra đại hắc ngưu nhắc nhở mọi người Cuối cùng khi đi qua khu vực mê vụ, bọn họ phát hiện thiên địa thay đổi, rời ra khỏi bồn địa, đến một khu vực hoàn toàn mới. Đây là nơi đâu? Sở phong phát hiện mình đang đứng trong một ngọn núi. Hẳn là đất Hy Lạp rồi. Hoàng Ngưu đáp, trước kia có loài khác xuyên qua mê vụ, đã từng qua lại giữa Hy Lạp và bồn địa. Ta nhớ hàng ổ của con xích lần thú vương ở Hy Lạp phải không? Sở phong lại hỏi. Hoàng Ngưu gật đầu. Đúng thế, không sai nó dừng chân ở dưới chân núi Olympus là một con xích long thực lực rất mạnh được người ta tôn là hỏa thân Augustus còn có con xích lần đó nữa hoàn toàn chẳng thèm xem cậu ra gì lại còn phát ngôn bừa bãi chớ nói cậu không có tư cách đến và thì căng. đại hắc ngưu cười hằng hắc nói hắc lão đại ông có đề nghị gì không sở phong lại hỏi con trong phương tây kia không phải đã nói đến cậu dám đến châu âu nó sẽ dành cho cậu một vài phút cách làm người như thế nào sao? ta thấy trước cứ dạy cho nó biết nó nên làm thú như thế nào, đánh thẳng vào hang ổ của nó đi. ta thích, ta thích. hoàng ngưu vô cùng tán thành. sở phong mỉm cười nói, ta còn ghen đói con rồng này rất thích thu thập bảo vật, chúng ta giúp nó tìm kiếm một chút nhỉ? ba người tụ cùng một chỗ muốn thái bình yên tĩnh là hoàn toàn không có khả năng. bằng đảng lưu manh, đội ngũ cường đạo đều yếu hơn tổ hợp ba người này. sau khi ra khỏi khu rừng. Sở Phong nhìn thành thị đằng xa, rồi lại nhìn Đại Hắc Ngưu đang đứng thẳng, tay vác trường đao tử đồng và hoàng ngưu với da lồng toàn thân màu vàng phát sáng nói: "Không thể làm như vậy được, nếu không còn chưa đến nơi, chúng ta đã trở thành tìm đóng trên trang mạng rồi." Hai người nên hóa thành hình người thì hay hơn. Chuyện nhỏ. Đại Hắc Ngưu tất nhiên là không có vấn đề. Hoàng Ngưu thì vô cùng mâu thuẫn, 120% không vui, nhưng vì không chịu nổi một người một trầu thuyết phục, cuối cùng nó đã gật đầu đồng ý. Đêm đó, đại hắc ngưu cướp sạch một cửa hàng, chờ nó trở về. Căm sở phong như muốn rớt xuống, kinh ngạc đến miệng, ngoác tận bằng tay, hoàn toàn không nhận ra. Đại hắc ngưu hóa thành một người đàn ông cao chừng 1m95, hình thể cường tráng trông vô cùng hùng hãn. Nó mang giày da đen bóng loáng, tóc vuốt ngược hết ra sau, mang chiếc kính rầm lớn, miệng còn ngậm một điếu gì gà, quả thực là nhìn như đại ca băng đảng xã hội đen. Thế nào, bổn vương đã đủ anh Tuấn và thần võ chưa? Đại Hắc Ngưu ngậm một điếu gì gà, biểu hiện rất là bình tĩnh, cảm thấy bản thân mình rất ư là đẹp trai. Sở phong trịnh trọng gật đầu. Hắc Lão Đại, người cũng giống như tên, bây giờ mà hát thêm một bài nữa, trông lại càng hợp. Đã lâu rồi không nghe hát nhỉ? Bởi vì tên như thế nào, con đại Hắc cừu này cũng giống một tên điều manh. Trời sinh đã có tướng bầu hẳn, cộng thêm cặp kính rầm rất lớn và mái đầu vuốt ngược miệng ngậm điếu gì gà to như quả cà rốt nội tình hình thức bên ngoài thôi cũng đã đủ đói cho người ta biết nó chính là đầu đĩnh lưu manh rồi nhóc con cậu có ý gì thế đại hắc ngưu nghe thấy hơi chói tai cho dù nó như thế nào thì nó cũng là một con trâu có lý tưởng có ý chí lớn thậm chí nó còn đang muốn thành thánh đầy này, này hoàng ngưu khinh thường nói mau thay quần áo khác đi ông ăn mặc như thế đi trên đường nhất định sẽ kinh động một đám cảnh sát quốc tế nhìn như thế nào cũng giống như trọng phạm vượt ngục. Đại Hắc cầu thì khịt mũi tức điên lên. Nó cảm thấy quần áo của mình không tệ. Kết quả lại bị hai tên kia châm chọc khiêu khích, phê bình không đáng một đồng. Cuối cùng nó hậm hực nói, cũng may mà bổn vương đã chuẩn bị thêm mấy bộ. Nó thêm một bộ quần áo đuổi tồm thắt nơ, rừng rừng đắc ý, thấy thế nào? Sợ phong vỗ trán, đã là lưu manh thì làm sao có chuyện hào hòa phong nhã hơn người, lúc là dở dở ương ương. Nó thật lòng sau khi đại hắc ngưu hóa thành hình người. Tướng mạo của nó cũng không tệ lắm, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt to, đứng nét rõ ràng nhưng trên người lại có hơi thở của đạo tặc. Nhìn như thế nào cũng không giống người tốt, quá bầu hãn. Tiếp theo, đại hắc ngưu lại thay đổi một bộ quần áo bó sát người, nhìn rất là tân thời. Bên dưới thì mặc một cái quần què, mang đôi dép lào. Điều bộ này còn giống dù cồn hơn. Cuối cùng Hoàng Ngưu chịu không được nói tiếp trời sinh tức phản diện, không chữa được. Sở phong thở dài, hạc lão đại, ông vẫn nên đi mặc bộ đồ giả lưu manh kia đi, vẫn tương xứng với khí chất của ông hơn. Bò! Đại hắc cầu trừng mắt, tức giận đến nỗi hài lỗ mũi xì khói. Hai tên này đúng là chẳng tử tế gì. Tuy nó cũng giống đại ca, nhưng nói năng không thể uyển chuyển được một chút sao nào. Đừng có cười ta, người tự mặc đi. Đại hạc ngầu tức giận ném cho hàng ngưu một đống quần áo. Sở phong trợn mắt, Đông quần áo này từ áo sách kít đến đồ vét Còn có váy công chúa quả thật cái gì cần có đều có Chủng loại đúng là thật phong phú Vô cùng phong phú đấy Đại hát ngưu không có ý tốt Để ra một bộ váy công chúa màu trắng Đưa cho hoàng ngưu Bộ đồ này không thể rất tinh mỹ Tác của nó có chừng 10.000 euro Là cái đắt nhất trong cửa hàng đó Rất thích hợp với người Ánh mắt của hoàng ngưu toát lên thần mang ù lạnh nói Ông cho rằng tôi đánh không đại ông sao sau một khắc cặp móng trước cửa của nó phát sáng muốn nện cho đại hắc ngưu một trận ngưu ma quyền được rồi tranh thủ biến hình đi đừng lên mê nữa nào sở phong vội vàng ngăn lại đồng thời cũng có chút trở mong muốn nhìn xem bộ dạng sau khi hóa hình người của hoàng ngưu là gì xoẹt úm ba la hoàng ngưu hóa hình một luồng ánh sáng vàng óng bao phủ rất là mông lung đồng thời cũng rất là thanh khiết cuối cùng nó đã biến thành một bé trai chỉ là không khỏi quá xinh đẹp mái tóc của nó vàng óng ánh xõa dài xuống ánh mắt như bảo thạch lồng bì cực kỳ dài môi hồng răng trắng chẳng khác nào một con búp bê ha 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 đẹp trai thật sở phong cười to nhìn không được bước qua vuốt mái tóc dài của hoàng ngưu đến rối bời hoàng ngọc tức giận gạt tay sở phong ra thở phi phi buông tay buông tay ra sở phong tôi cảnh cáo anh nhé nếu anh còn bất kính với bổn vương tôi quyết chiến với anh đấy sở phong lại càng cười to hơn Suốt cuộc đã biết vì sao nó không muốn biến hình. Bởi vì nó quá nhỏ, lại phân điều ngọc trác, thật sự khiến cho người ta nhịn không được mà muốn nhào nặn vò đâu. Ánh mắt của Hoàng Ngưu rất to, làn da của nó lại trắng, mái tóc dài bóng loáng mềm mại. Nhìn giống như chỉ mới năm sáu tuổi thôi, chỉ khiến cho người ta muốn chơi đùa với nó mà thôi. Sợ phòng không nghe lời Hoàng Ngưu uy hiếp, nhau nháo cái đôi mặt nhỏ chắn của nó cười hăng hắc. Tình tình xấu quá nha, thật ra bộ dạng này không tệ mà đừng tỏ ra không thích như thế chứ khi tao còn bé tao cũng rất đẹp trai đấy hoàng ngưu tức giận một lần nữa gạt tay hắn ra tiếp tục cảnh cáo nếu còn khi nhờ đó nữa nó sẽ liều mạng đại hắc ngưu ở bên cạnh cười trộm hàm răng trắng đập lòe ánh sáng cuối cùng hoàng ngưu mặc một bộ trang phục trẻ con nó vô cùng bất mãn bởi vì thân hình nhỏ như vậy không tương xứng với thân phận vườn giả của nó bọn họ vào thành chuẩn bị nghỉ ngơi trước một đêm, sau đó đến hang ổ của xích đần thú vương. Quy mô của thành thị này thuộc hàng trung đẳng nhưng cũng đủ phồn hoa. Ban đêm đèn đuốc sáng choang, cho dù đang là buổi chiều nhưng người đi trên đường cũng rất nhiều. Tổ hợp ba người đi cùng một chỗ thật là quái lạ, khiến cho người người đi trên đường đều gần như là phải quay đầu nhìn. Một cậu bé mái tóc dài vàng óng vô cùng dễ thương, một chàng trai phương đông gương mặt tuấn lãng còn có thêm một đại lưu manh miệng ngậm điếu xì gà mang theo kính râm có người thiếu chút nữa đã trực tiếp báo cảnh sát thậm chí còn có một bà lão da trắng rồng lên quát lớn với đại hắc ngưu muốn bảo vệ cho hoàng cưu. gương mặt của đại hắc ngưu lập tức đen lại đây là đang trêu gặp ai đấy chứ cả đi trên đường cái đã bị người ta kỳ thị bị coi là xã hội đen đã đến đã khiến cho gã tức giận đến muốn nổi điên lên rồi sở phong vội vàng ngăn cản dùng tiếng anh giải thích với bà cụ da trắng phải mất một thời gian rất lâu mới nói được rõ ràng với nhau trên con đường sau đó đại hắc ngầu tức giận chửi má nó chuyện tương tự phát sinh không chỉ một lần đã sờ lên mặt của mình đói dáng dập của ta giống người xấu lắm sao tức chết con trâu ta mà khi check in ở một khách sạn vấn đề lập tức phát sinh ba người không có hộ chiếu không cách nào thuê phòng được sợ phong dùng vốn liếng tiếng anh rất dẹo của mình để giao lưu kết quả đại hắc ngưu xuất mã nó một trang tiếng Hy Lạp lưu loát, đầu lưỡi không vấp câu nào. Sở phòng cứng cả họng. Tại sao con trâu này lại biết tiếng Hy Lạp chứ? Hắn nhỏ giọng hỏi Hoàng Ngưu chuyện gì đã xảy ra. Lão ta vì quy hoạch cho cuộc sống nhân sinh ngắn hạn của mình, cho nên đã học mấy ngôn ngữ đấy. Hoàng Ngưu đáp, quy hoạch nhân sinh ngắn hạn cần chỉ học tiếng Hy Lạp. Sở phòng không hiểu nói. Hoàng Ngưu đáp, Hy Lạp phương Tây có ngọn núi Olympus, vườn thánh dược Vatican lão ta muốn tìm kiếm một phen cho nên lúc trước đã học loại ngôn ngữ này ngoài ra lão ta còn học tiếng ai cập nữa đương nhiên lão ta cũng muốn đến thành jerusalem trong truyền thuyết để nhìn qua vì thế đang chuẩn bị học ngôn ngữ nơi đó sở phong trợn mắt triệt để bó tay người này đúng là một con trầu có lý tưởng nhưng đại hắc ngưu muốn đến đó tìm kiếm nhất định không có chuyện tốt rồi đại sành của nhà hàng này rất sang trọng vàng son lộng đấy đèn thủy tinh phát ra thứ ánh sáng mờ ảo nên nhận được lót đá từ rô ma óng ánh trong suốt sở phong và hoàng ngưu ngồi trên ghế salon nhìn đại hắc ngưu dùng tiếng hy lạp địa phương giao lưu với nhân viên quản lý khách sạn cuối cùng sau khi đại hắc ngưu được giải bắn tung tóe dưới tình huống không thể có hộ chiếu tên quản lý kia đã đồng ý cho bọn họ thuê phòng thậm chí y còn trực tiếp đưa bọn họ đến phòng tổng thống tầng cao nhất sở phong thật sự phục sát đất con trâu già này đúng là biết lừa người mà Chuyện như vậy mà cũng có thể thành công được Hắn thật sự nhịn không được Hỏi đại hắc ngưu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Lửa dối cái cọng lông ấy Bản thân gã quản lý kia Cũng là dị loại Tra trộn vào nhân loại mà thôi Ta qua đó trực tiếp nói cho gã biết bổn tọa chính là thú vương Màu tranh thủ thời gian sắp xếp chỗ ở Nếu không ta sẽ diệt gã Đương nhiên ta cũng hiển lộ uy áp của thú vương ra Phong cách này của ông quá thô cạch rồi ông không sợ bị người ta đuổi ra đường à nhưng đêm đó đích thật bọn họ đã hưởng thụ sự chiêu đãi đỉnh cấp ngoại trừ lúc dùng cơm hai con trâu suýt chút nữa nổi điên còn lại thì hết thảy bình thường bởi vì món chính thừa hết đến phòng chính là bò bi tết cuối cùng hai con trâu đến nhà hàng để dùng bữa sợ phong cũng không ngăn lại kết quả sắc mặt của hai con trâu càng thêm âm trầm bởi vì bọn chúng nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ăn bò bi tết Bọn chúng không thể không về phòng bảo người ta đưa bữa ăn đến. Năm người này ngu quá ngu, não chết hết cả rồi. Nhiều món ngon như thế lại không ăn. Cỏ, rau đều là ngon cả, lại cứ băm, chăm bẫm vào một món như vậy. Đúng là nhân loại ngu xuẩn mà. Đại hát ngừ bất mãn nói. Bữa cơm này không cách nào nuốt trôi được. Sở phong đặt đĩa xuống cầm chai rượu ngon đến nhà hàng, chuẩn bị ăn hết bỏ bi tết. Các quản lý dị loại biến hình kia đưa những món ăn khác đến phòng hai con trâu như tôm hùm gan ngỗng. Những món liên quan đến trâu đều không dám nhắc lại. Sở phòng thỏa mãn, đến khuya mới từ nhà hàng trở về, há miệng đều là mùi thịt bò. Kết quả khiến cho hai con trâu không ngủ được, mặt bốc lên hàn mang, ngó chừng sở phong chăm chằm. Sở phong lập tức tỏ thái độ, phòng ngừa hai con trâu tính sổ với hắn. Chuyện đến núi Olympus cướp bảo tàng thuộc về các ngươi, ta chỉ muốn đi hốt hàng ổ của con xích lần kia thôi hai con trâu nhìn hắn chăm chăm không nói chuyện sau đó đi ngủ buổi sáng sớm gã quản lý dị loại sống như ôn thần tiễn cả ba xuống đầu không kịp chờ đợi chỉ hy vọng bọn họ sớm rơi khỏi một chút khoan đã mau thuê giúp ta một chiếc máy bay đại hắc ngưu nói nghe xong gã quản lý dị loại thiếu chút nữa khóc nấc lên thuê một chiếc máy bay ư Bác vị này muốn làm cái gì đừng sợ thêm một chiếc trực thăng là được rồi chúng ta chỉ đi ngắm cảnh xung quanh thôi không phải bảo người đến sân bay cướp máy bay đâu. Đại hắc ngầu nói, được. Các quản lý kia yếu siêu đi sắp xếp. Sau đó đại hắc Cừu bắt đầu xem báo. Sở phong và hoàng cưu không hiểu tiếng Hy Lạp, cảm thấy nhàm chán lắm, bắt đầu nghiên cứu làm sao ra tay với núi Olympus. Nên biết rằng, nơi đó nổi danh là Thần Sơn ở châu Âu. Theo truyền thuyết trong thần thoại, núi Olympus là nơi nghỉ chân của chúng sinh. Dịch lần thu vườn đặt hang ổ của mình nơi đó đủ để chứng minh vấn đề núi Olympus có điều cổ quái. Một vị thu vương cường đại chỉ có thể ở chân núi mà không thể đi lên là do chưa đủ tư cách sao? Đột nhiên đại hắc ngưu đang xem báo lên tiếng. Con xích này rất mạnh, đã từng giết một vị thu vương ở Vatican. Đó chẳng khác nào bạo quân cả, còn đánh nổ con tung hùng vương kia nữa. Đây là tin mới nhất. Còn xích đã đại khai sát giới ở Vatican, giết chết tôm hùng vương đánh bị thương một con thú vương hùng diễm ngập trời ồ lại có người nhắc đến cậu nói nếu xích Lân có thể giết thêm một con thú vương sẽ giống như cậu liên tục giết chết hai con thú vương nhưng xích Lân lại chẳng thèm để ý gì đến cậu ha <laughs> ha 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 lại hắc ngưu cười trên nỗi đau của người khác xích đã đáp lại một cách kiêu căng rất khinh thường chỉ bằng hắn còn chưa xứng so sánh với ta vậy thì gặp lại ở vatican đi sở phong nói đừng nhìn bây giờ hắn chỉ muốn đến dò xét hang ổ của cái tên kia. Cuối cùng trực tăng được thuê đến, ba người leo lên một đường hướng bắc thẳng đến núi Olympus. Trên đường đi, chân của viên phi công run, run run vô cùng sợ hãi, bởi vì anh ta biết bà còn sinh vật này rất không có bình thường, dường như muốn đến hang ổ của sinh vật cấp vương. Đừng sợ, anh có chở chúng tôi đến chỗ đó là được rồi, không điền lụy gì đến anh đâu. Sợ phòng an ủi nói, sau khi đến đó, ba người nhảy xuống, viên phi công trực tiếp chạy đi, hoàn toàn không chờ bọn họ. Đám người sở phong không thèm để ý trực tiếp lên núi tìm kiếm hang ổ xích lân. Đơn này dị loại không hề ít, bọn họ bắt được một dị loại, bắt nó dẫn đường. Đây chính là núi Olympus sao? Hoàng Ngưu kinh ngạc, khu vực núi này rất bao la, hùng vĩ, nhưng ngọn núi xuyên qua đám mây, bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy đỉnh núi. Đỉnh núi có cái gì vậy? Sở phong lại hỏi dị đoạn dẫn đường là một con mèo rừng biết nói tiếng người nó rất là sợ hãi run rẩy nói cho bọn họ biết không có ai có thể tiến lên đỉnh đuối được nơi đó có sấm sét đánh xuống có sương mù trói buộc ngay cả thú vương cũng xông lên không được này đừng nói cho ta biết ở đây có sớt athena apollo đấy nha. đại hắc Ngưu thì thầm nói mặc kệ nó trước cứ diệt hăng ổ của con xích lần này đi trước giờ ta chỉ toàn móc tàu chim còn chưa móc qua ổ thú vương bao giờ. Sở phong đằng đằng sát khí, bởi vì tên xích lần kia cứ miệt thị hắn mãi. Lần này hắn chân chính giết tới châu Âu, tất nhiên cũng muốn cho gã một sự kinh hỉ rồi. Chính là chỗ đó. Thời gian không dài, bọn họ đã chạy đến dưới một trần núi nguy nga, nơi đó tình khí sinh mệnh rất nồng đậm. Con mèo rừng không dám đi nữa, nó đã bị hù dọa sợ gần chết. Đây chính là xào huyệt của một vị thú vương vô cùng kinh khủng ngay cả quân đội châu Âu cũng không dám đến tiêu diệt. Không biết ba vị tổ tông này có lai lịch gì lại cộp thành một tổ đến đây tiêu diệt cơ chứ. Đúng là không có tiền đồ gì. Đại Hắc Ngưu khinh thường phất tay, bảo đó chờ ở bên ngoài, không cần đi theo. Năm người sở phong đặt chân trên khu vực này, cảm nhận được từng đợt nóng rực. Hạng gỗ của xích lân, ngoài trực thủy khí bừng bừng, chỗ sâu bên trong còn có ánh lửa. Đằng trước năng lực sinh mệnh và ánh lửa giao hòa cùng một chỗ từ trong động phun ra từng đợt vùng núi này khoáng đạt có cây thừa thớt mặt đất khô cứng ánh lửa và thủy khí của vùng đất này đang lóe lên nhất là bên trong hang cổ tinh khí sinh mệnh và ánh lửa màu đỏ giao hòa cùng một chỗ phun trào ra ngoài Khó trách tiền khốn kia lại được người ta xưng là hỏa thân chỗ ở rất không bình thường hoàng ngư khoanh tay giọng nói trẻ con yếu ớt ánh mắt to chớp động do xét nơi đây sống một tiếng thu trống truyền đến một cái đầu khổng lồ nhô ra khỏi cổ động ánh mắt băng lãnh toàn thân đều là lần phiến màu đỏ bốc lên ánh sáng trên đầu của nó còn có một cái sừng thú đang chậm rãi bò lên nhân loại ngu xuẩn các người dám mạo phạm lãnh địa của xích lân vương muốn bị đồ thành diệt tộc sao còn hùng thú khổng lồ lên tiếng âm thanh chấn động cả khu rừng rất nhiều lá cây rơi xuống còn hùng thú này rất lớn dài chừng năm chục mét một con chuẩn vương à đại hắc ngưu hứng thú nhìn xem sợ phong cũng thầm đánh giá con vật này hiển nhiên là dị thú trong coi động phủ khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới chuẩn vương nó thoạt nhìn vừa giống như một con cá sấu lại vừa giống một con thằn lằn bên trong cái miệng máu là hàm răng trắng nhẫn nó rống to một tiếng đã trùng núi chuyển miệng phun ra thứ chất lỏng màu đỏ tạo thành một tiếng ầm vang quét sạch mọi thứ đây chính là xích viêm tạo thành ánh lửa cháy rừng rực, rực. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.